sở hữu gương mặt khả ái, lối đánh khôn ngoan cùng thành tích thi đấu thể thao ấn tượng. Nguyễn Thùy Linh nổi lên như một hiện tượng của làng cầu lông Việt Nam và hành trình trở thành nữ vận động viên số 1 của cầu lông Việt Nam hiện tại của Thùy Linh cũng thật thú vị. Sau nhiều lần đạt giải nhất cầu lông ở trường và thành phố, chính ông ngoại đã nhìn thấy năng khiếu cầu lông tiềm tàng trong cô cháu gái, nên hướng cô đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Do quê nhà không phát triển phong trào cầu lông, từ khi mới 10 tuổi, Thùy Linh đã sớm phải xa gia đình, xuống tập luyện tại lớp năng khiếu câu lạc bộ cầu lông Hà Nội. Với tố chất của mình, Thùy Linh đã gây ấn tượng mạnh khi liên tục giành chiến thắng ở các giải trẻ. Đến năm 12 tuổi, Nguyễn Thùy Linh bất ngờ mất tích khỏi làng cầu lông. Bố mẹ cô vì lo lắng sự nghiệp thể thao vất vả, không có tương lai, nên đã xin ông ngoại đưa con gái về Phú Thọ. Gia đình từng giấu hết vợt của Linh để ngăn cản cô quay lại tập luyện. Phải đến một năm sau, khi mẹ qua đời và gia đình phần nào cũng xuôi với ý định cho con tập trở lại, Thùy Linh mới có thể quyết tâm quay lại theo đuổi sự nghiệp cầu lông chuyên nghiệp. Cô gái nhỏ khi ấy chỉ có thể thầm nhủ và xin lỗi vì làm trái lời mẹ, nhưng không thể làm gì khác vì cô vô cùng say mê và yêu bộ môn này. Vậy là cùng với sự ủng hộ từ ông ngoại, Thùy Linh trở lại và gia nhập đội Đà Nẵng. Nhưng nỗi đau bất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, Thùy Linh lại nhận tin dữ khi ông ngoại bị bệnh nặng và qua đời. Thế nhưng, sự mất mát ấy không đánh gục được Thùy Linh mà còn khiến cô mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian sau năm 2014, tài năng của Nguyễn Thùy Linh phát triển và nhanh chóng giành huy chương vàng giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc, trở thành tay vợt số 2 Việt Nam sau Vũ Thị Trang. Năm 2015, cô được chọn vào đội tuyển quốc gia dự SEA Games 28 khi mới 18 tuổi. Ở độ tuổi 20, với vị trí số 2 Việt Nam, cô không nghĩ rằng đó là một thành tích tốt. Hoa khôi cầu lông luôn nuôi ý chí đánh bại Vũ Thị Trang, người vừa là đối thủ vừa là đàn chị ở tuyển quốc gia. Mang theo quyết tâm này, sau nhiều lần phải gác vợt trước Vũ Thị Trang và chấp nhận dốc về nhì, vào năm 2018, Nguyễn Thùy Linh chính thức xoán ngôi đàn chị với chiến thắng nghẹt thở 2-1 tại bán kết cầu lông nữ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Và cuối năm 2016, Linh đã gây bão mạng với bức ảnh ăn mừng bên cúp vô địch giải quốc tế tại Nepal. Ở giải đấu này, Linh đăng quang mà không để thua bất cứ một set nào. Đến năm 2020, Thùy Linh tiếp tục ghi dấu ấn khi bảo vệ thành công ngôi vô địch và lập cú đúc huy chương vàng ở cả giải vô địch quốc gia và giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc. Không chỉ vậy, cô còn giành ngôi Á quân ở giải cầu lông áo mở rộng năm 2020. Kết quả là từ top 200 thế giới, hoa khôi cầu lông Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 42 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất. Tuy nhiên, đây chưa phải là thứ hạng cao nhất của hoa khôi Phú Thọ khi từng vươn đến vị trí 41 thế giới. Để đạt được như ngày hôm nay, Nguyễn Thùy Linh đã vượt qua muôn vàn thử thách bằng quyết tâm, sự kiên trì và đam mê với cầu lông. Trở lại hiện tại, vào sáng nay, Thùy Linh đã có chiến thắng đầu tiên ở trận mở màn tại bảng P, nội dung đơn nữ Olympic Tokyo 2021 khi vượt qua đối thủ người Pháp QCF với tỷ số chung cuộc là 2-0 chỉ sau 34 phút thi đấu. Đây sẽ là bước chạy đà tốt cho hành trình bay xa ở sân chơi lớn Olympic Tokyo 2021 của cô gái quê Phú Thọ.